Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Trở Về TV ha. Những hình ảnh cô chú anh chị và các bạn đang được xem đó là vào buổi chiều ngày 29 tháng 9 năm 2024 vừa rồi, khi mà công ty cổ phần du lịch Đại Nam mở cửa miễn phí vé, từ vé vào cổng này và vé tất cả những cái trò chơi ở trong khu du lịch Đại Nam của cô Nguyễn Phương Hằng và chú Huỳnh Y Dũng các bạn. Thì ở đây cô chú anh chị và các bạn cũng có thể thấy cái quang cảnh người dân đang nô nức tới cũng có ha, đi về cũng có, tạo nên một cái tình trạng kẹt xe cứng ngắc cái đoạn đường đi vào trong cái khu du lịch Đại Nam này. Và những cái video của rất là nhiều người, trong đó có mình nữa ha, mình đã quay cho cô chú anh chị các bạn xem cái hình ảnh bà con tới khu du lịch Đại Nam rất là đông vào cái ngày 29 vừa rồi, đặc biệt là buổi chiều ngày 29 khi có một buổi giao lưu giữa cô Nguyễn Phương Hằng, CEO của công ty cổ phần du lịch Đại Nam, và những người yêu mến, những người hâm mộ cô trong suốt những cái giai đoạn vừa qua, đặc biệt là đã không được gặp cô trong những cái ngày tháng cô vướng vào những cái bất trắc ha các bạn. Tuy nhiên thì ngày hôm nay mình nhận được một cái thông báo cực kỳ sốc các bạn ha. Đó, mình sẽ chèn cái tờ thông báo của công ty cổ phần du lịch Đại Nam lên đây để cho cô chú anh chị các bạn thấy này. Đó, đây nha. Công ty cổ phần du lịch Đại Nam nè, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Bình Dương, ngày 2 tháng 10 năm 2024, số 393 TBDN ha. Thông báo ngưng chương trình quyên góp chung tay chung sức chung một tấm lòng. Kính gửi toàn thể cán bộ, nhân viên công ty cổ phần Đại Nam, quý du khách đến tham quan khu du lịch Đại Nam. Vì lý do sức khỏe của CEO Nguyễn Phương Hằng, chuỗi chương trình chung tay chung sức chung một tấm lòng nhằm quyên góp ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 sẽ ngưng và không tiếp tục tổ chức như kế hoạch trước đó vào các ngày mùng 6 tháng 10, 13 tháng 10, 20 tháng 10, là có nghĩa là từ ngày mùng 6 này sẽ ngưng lại nha các bạn, sẽ không có hoạt động đó nữa. Do đó từ ngày 2 tháng 10 năm 2024, số tài khoản OCB 241369 của công ty cổ phần Đại Nam dùng để ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt trong chương trình này sẽ chính thức đóng lại, và khu du lịch Đại Nam sẽ trở lại hoạt động như bình thường từ ngày hôm nay. Tiếp tục ha. Mặc dù vậy, CEO Nguyễn Phương Hằng vẫn mong muốn cộng đồng tiếp tục quyên góp và ủng hộ hướng về đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, thể hiện tinh thần tương thân tương ái thông qua số tài khoản 00111001932418 ngân hàng Vietcombank của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Có nghĩa là bây giờ không chuyển qua cái tài khoản OCB của công ty cổ phần Đại Nam nữa, mà chúng ta sẽ chuyển qua cái tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Và đặc biệt hơn thì CEO Nguyễn Phương Hằng cũng quyết định ủng hộ thêm 10 tỷ. Đó, cô Hằng góp thêm 10 tỷ nha, để góp một phần công sức nhỏ bé giúp đồng bào miền Trung. Số tiền này sẽ được chuyển trực tiếp tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Như vậy, tổng số tiền mà công ty cổ phần Đại Nam và CEO Nguyễn Phương Hằng và bé Huỳnh Hằng Hữu đã ủng hộ cho đồng bào thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã lên tới con số 25.033.500.000 đồng. Cuối cùng, vì lý do sức khỏe và mong muốn dành nhiều thời gian cho gia đình như đã thông báo trong chương trình giao lưu ngày 29 tháng 9 vừa qua, CEO Nguyễn Phương Hằng đã quyết định không live stream trên tất cả các phương tiện truyền thông từ đây về sau. Mọi tài khoản mạng xã hội phát các nội dung tương tự đều là giả mạo. Đó có nghĩa là cô sẽ không live stream nữa, những cái hình ảnh mà live stream đều là giả mạo nha các bạn ha. Live stream là trực tiếp ấy, chứ không phải là hình ảnh quay lại nha các bạn. Đó, trân trọng cảm ơn sự ủng hộ và đồng hành của quý vị, công ty cổ phần du lịch Đại Nam. Đó, ký tên đóng dấu Nguyễn Phương Hằng. Ok, thì mình phân tích lại cái thông báo này cho cô chú anh chị các bạn nghe này. Đó, thì theo kế hoạch ngày mùng 6 này, 6 tháng 10, mùng 10, 13 tháng 10 và 20 tháng 10 năm 2024 sắp tới đấy, thì sẽ có những cái chương trình giống như ngày 29 vừa rồi, có nghĩa là bà con tới đây miễn phí vé vào cổng này, miễn phí tất cả các trò chơi ở đây,
trong các ngày chủ nhật, 3 ngày chủ nhật kế tiếp. Và đặc biệt thì từ 6 giờ cho tới 22 giờ chiều, 22 giờ tối thì sẽ có những cái buổi giao lưu giống như mình đã từng quay cho cô chú anh chị và các bạn xem giữa cô Nguyễn Phương Hằng và khán giả hâm mộ tại trường đua Đại Nam ha. Thì tuy nhiên do sức khỏe, vì lý do sức khỏe của cô Nguyễn Phương Hằng, mình nói lại là vì lý do sức khỏe như cái thông báo mình đã dán lên trên cái màn hình này của cô Nguyễn Phương Hằng, nên tất cả những cái chương trình đều dừng lại và công ty cổ phần Đại Nam, công ty cổ phần du lịch Đại Nam sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường, có nghĩa là các bạn vào mua vé và vẫn phải mua vé trò chơi, vé vào cổng như này nọ đó. Và đặc biệt hơn thì cái chương trình giao lưu giữa cô Hằng và khán giả hâm mộ sẽ dừng lại, không còn nữa. Tuy nhiên thì để ủng hộ đồng bào miền Trung thì cô Nguyễn Phương Hằng sẽ quyết định ủng hộ thêm 10 tỷ vào số tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nha các bạn ha. Thực sự đây là cái thông báo rất là sốc đối với mình nói riêng và tất cả những người yêu mến, những người hâm mộ của cô Hằng, và đặc biệt là những khán giả, những ai đang có dự định chủ nhật này sẽ đi chơi công ty, sẽ đi chơi ở khu du lịch Đại Nam. Tuy nhiên thì thực sự cái thông báo này đúng hay sai như thế nào đó thì bây giờ mình sẽ gọi điện vào số máy của công ty cổ phần Đại Nam ha, công ty du lịch, khu du lịch Đại Nam, để kiểm chứng lại cho cô chú anh chị các bạn xem coi cái thông tin này đúng hay không nhé. Đây là số máy của công ty cổ phần du lịch Đại Nam này, mình sẽ chèn vô đây và mình sẽ gọi vô đây, gọi vô số này để kiểm chứng lại gửi tới cô chú anh chị và các bạn nhé. Rồi ok, đây là số điện thoại của công ty cổ phần Đại Nam, khu du lịch Đại Nam. Thì bây giờ mình sẽ gọi điện để hỏi theo xem coi cái sự việc như cái thông báo coi như thế nào, thực hư đúng hay sai các bạn ha. Bật loa lớn lên cho cô chú anh chị các bạn nghe này. À, alo, dạ chị ơi. À, bên mình là phải công ty cổ phần du lịch Đại Nam không chị ha? Đúng rồi ạ. À, thì em mới nghe được một cái thông tin thông báo á, là cái bên Đại Nam hình như là mùng 6 tháng 10 này là không còn miễn phí vé nữa đúng không chị? Đúng, Đại Nam chỉ miễn phí vé vào cổng thôi. Còn các số vé như miễn phụ thú, trò chơi là mình sẽ mua vé bình thường nha. Dạ, còn cái tiết mục giao lưu của cô Hằng cũng hủy bỏ luôn hả chị? Dạ đúng rồi ạ. À, tại vì em mới nhận được cái thông tin đó, có một cái tờ thông báo đó là xác thật đúng không? Dạ đúng rồi ạ. À, có nghĩa là miễn phí vé vào cổng, còn những cái khu vực khác giống như là khu trò chơi này nọ là phải bỏ tiền mua vé đúng không chị ha? Dạ đúng rồi. Rồi, không có giao lưu cô Hằng buổi chiều nữa đúng không ạ? Dạ không ạ. Dạ rồi, em cảm ơn chị nha. Dạ em cảm ơn chị nhiều. Dạ em chào anh, em chào chị ạ. Dạ dạ. Ok, thì vừa rồi mình đã kiểm chứng lại thì hoàn toàn chính xác, cái thông báo này hoàn toàn chính xác nha các bạn ha. Đó, thì như thông báo mình đã dán lên màn hình gửi tới cô chú anh chị và các bạn. Thứ nhất, thứ hai thì mình cũng đã gọi điện tới khu du lịch Nam, khu du lịch Đại Nam để kiểm chứng lại thông tin thì hoàn toàn sự thật, hoàn toàn chính xác. Và mình muốn gửi thông báo này tới cô chú anh chị và các bạn, mong cô chú anh chị và các bạn sớm chia sẻ để nhiều người, nhiều gia đình đang có dự định đi tới khu du lịch Đại Nam vào cuối tuần này và những cái tuần tiếp theo ha, sẽ bỏ cái kế hoạch đó đi nhé các bạn ha. Đó, mong cô chú anh chị các bạn chia sẻ kịp thời, chia sẻ nhanh kịp thời để mọi người biết cái dự định sắp tới của mình là gì. Thực sự đây mình cũng không biết là tin vui hay tin buồn, nhưng mà mình muốn gửi tới mọi người những cái thông tin như thế này nhằm để cho cô chú anh chị và các bạn kịp thời xử lý cái công việc cũng như cái dự định trong tương lai của mình. Và cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video nhé. Nếu thấy video hay và ý nghĩa, cô chú anh chị và các bạn nhớ tặng mình một nút subscribe, đăng ký kênh, like và chia sẻ video. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo ha.